ốc thơm. Giữ ta. Con nói đi, giữ ta. Ghê ta. Xe của ai vậy ta? Trang làm xe cho ai vậy? Con. Cho con. Cho trên nè. Con đưa cái đó cho cha dặn ốc cho con hả? Dạ. Dặn ốc cho xe hả? Dạ. Dạ. Giỏi quá. Thì con đang làm gì á? Hả? Gáp con xe. Con phụ cha gáp xe hả? Dạ. 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 Cái đó để gì? Để cha dặn ốc đó con. Dạ. Dặn ốc. Con nói đi, dặn ốc. Cho con trang trang vậy ta. Dặn ốc. Cha làm gì cho con vậy? Gáp xe. Cẩn thận con. Từ từ, chừng nào cha cần con phải đưa cho cha. Ừ, đưa cha. Phụ nữa. Mệt quá. Phụ luôn đó. Làm phụ nữa. Có ba cái bánh thì kệ vậy. Anh ơi, gáp cái yên vô trước á nè. À, cái yên nó có cái chỗ riêng nè. Đây chừng cái yên với cái đó nó liền nhau không? Nhau. 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 Đây, đây, đây. Đây ha. Cái chừng đấy. Ghê ta. Đã ta. Con nó đang cầm con ốc nhỏ xíu hay gì cả nè. Hồi cha cần cái đó con đưa cho cha nha. Dạ. Dạ. Ai vậy? Dạ, cho cha ăn cây luôn đi. Làm mà thở hì hục làm như là làm mệt dữ lắm. Rồi cho cha đi. Ai tặng cho gắn vô đây nè. Không phải đó đâu. Không, cái này mới được. Cái này mới đúng. Cái này à, cái này chút mới gắn vô. Gắn cái này trước nè. Cho cha cái này nè. Ừ, cảm ơn con nha. Dạ. Ừ, giỏi quá. Dạ. Biết tự già đó, không cần nhắc. Hiểu rồi đó. Hiểu chuyện nghe. Đúng không? Đúng đường không? Rồi đi đi con. Ngồi chậm thởm.
bạn đó là cái suối ha. Quay phim luôn rồi. Dạ mát.
Dạ má. Sao con? Cái gì? Cái cháy hả? Thấy chị Banh, thấy là chị Banh là chạy theo à. Thấy chừng mấy đứa nhỏ kia. Cái chừng. Anh có lỗi, chiếc xe này nó bự hơn nè anh. Cái kia em kéo lên được. Không, ý là cái chỗ đứng chân kìa. Cái xe là lớn mà, xe này cũng là người lớn, vài tuổi. Con chơi cái chiếc hồi nãy được. Cái này chơi nó lớn, hạ lên hạ xuống được mà. Không.